này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do năm loại mắt nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của năm loại mắt nên do như lai xanh vì chẳng lìa năm loại mắt nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của năm loại mắt nên do như lai xanh vì chẳng do sáu phép thần thông nên do như lai xanh Vì chẳng do chân như của sáu phép thần thông nên do như lai xanh Vì chẳng lìa sáu phép thần thông nên do như lai xanh Vì chẳng lìa chân như của sáu phép thần thông nên do như lai xanh Này các thiên tử nên biết Vì thiện hiện tôi chẳng do pháp môn tam ma địa nên do như lai xanh Vì chẳng do chân như của pháp môn tam ma địa nên do như lai xanh vì chẳng lìa pháp môn tam ma địa nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của pháp môn tam ma địa nên do như lai xanh vì chẳng do pháp môn đà la ni nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của pháp môn đà la ni nên do như lai xanh vì chẳng lìa pháp môn đà la ni nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của pháp môn đà la ni nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do mười lực phật nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của mười lực phật nên do như lai xanh vì chẳng lìa mười lực phật nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của mười lực phật nên do như lai xanh vì chẳng do bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp Phật bất cộng nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của mười tám pháp Phật bất cộng nên do như lai xanh vì chẳng lìa bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến chân như của mười tám pháp Phật bất cộng nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do quả dự lưu nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của quả dự lưu nên do như lai xanh vì chẳng lìa quả dự lưu nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của quả dự lưu nên do như lai xanh vì chẳng do quả nhất lai bất hoàn a la hán nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán nên do như lai xanh vì chẳng lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do quả vị độc giác nên do như lai like xanh vì chẳng do chân như của quả vị độc giác nên do như lai like xanh vì chẳng lìa quả vị độc giác nên do như lai like xanh vì chẳng lìa chân như của quả vị độc giác nên do như lai like xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do trí nhất thiết nên do như lai like xanh vì chẳng do chân như của trí nhất thiết nên do như lai xanh vì chẳng lìa trí nhất thiết nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của trí nhất thiết nên do như lai xanh vì chẳng do trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên do như lai xanh vì chẳng lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do hữu vi nên do như lai xanh, vì chẳng do chân như của hữu vi nên do như lai xanh, vì chẳng lìa hữu vi nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của hữu vi nên do như lai xanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do vô vi nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của vô vi nên do như lai xanh vì chẳng lìa vô vi nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của vô vi nên do như lai xanh vì sao này các thiên tử tất cả pháp ấy hoàn toàn không có sở hữu vì các pháp xanh hoặc sở xanh Do đây sanh ra và chỗ sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được.